rồi. Thân thương, con chào tất cả quý anh chị đến dự buổi dạ tiệc tối nay tại nhà tôi. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã bỏ thời giờ đến chung vui của buổi dạ tiệc do anh Nguyễn Thịnh và chị Kim Khuê quản đại tối nay. Với những món đặc sản Huế mang ý nghĩa của đất thần kinh Huế, đó là bánh bèo Hà Nội, bánh bột lọc Hương Giang và bún bò Huế. Mà khi chúng ta ngồi ngoài trời như thế này mà hưởng một tô bún bò Huế thật là tuyệt vời. Rồi còn có thịt heo quay, rồi còn là thịt vịt.